Ừ, đấy đấy đó, đấy đó. Ừ, tốt đó, ba. Ừ. Ờ là chúc ba lúc giao cùng mấy anh nữa. Lúc hợp treo quá còn lính nát. Ờ, lúc quá này mà lúc khổ đến đấy ba. Vâng. Bên nữa ba. Trai ơi trai thì cành trai nó đâm na hờ lấp ba vũ lâm mà mô ơi thương ơi vâng cứ tham mà tốt hơn là nhưng mà đúng nói thật là lại thì quảng cáo không chắc là với cái hiền là hai quả tao biết Hello, chào mừng các bạn quay trở lại với video tiếp theo của Xuân Hữu. Hiện tại Xuân Hữu đang có mặt tại nhà của nghệ nhân Hà Thuấn. Ở đây là địa chỉ là xã Tân An của huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang cả nhà. Và ngày hôm nay Xuân Hữu có mặt tại đây để cùng tìm hiểu về câu chuyện mà theo như lời đồn của tất cả mọi người để tìm hiểu về câu chuyện của cô bé Thu Hiền cách đây khoảng 15 năm mà mọi người đã được nghe trên video cũng như trên đài và trên các kênh YouTube cô bé Thu Hiền hát bài Bản Nỏng Tón Xuân cùng với ông Hà Thuấn và nhiều người đã đồn là cô này là rơi cây ổi chết này, có người thì bảo là cô này bị tai nạn, có người thì bảo là cô này bị lũ cuốn trôi, có người là bị ung thư. Và để tìm hiểu về thực hư câu chuyện này như nào, xin mời các bạn cùng theo chân Xuân Hữu lên nhà nghệ nhân Hà Thuấn nhá. Ôi ra là phải đủ vai đi. Ra phải đủ vai tiếng. Vâng, bà là đây là bà này, bà là vợ của nghệ nhân Hà Thuấn này. Ô, bà vẫn phải đủ vai đấy luôn. Ôi dồi. Ôi, bà vẫn lành, vẫn phải đủ vai đấy. Ờ. Ừ. Ba pi này đấy, cái lại pi ra ba nó. Ba pi này đấy, bét thám. Bét thám. Ai già? Năm 41 à? Vâng. Ôn ba phải đủ vai quấy mổ. Ba đủ vai liên lâu rồi à. Nhà nhung ôn ba phải đủ vai nữa, lúc lên đấy ông. Khám mày mày mới đẩy ra thôi là mới lươn à. Vấn này sò ết vẫn chú sò thong rút lươn là hết thanh minh. Văn lư sò tham. Dù bướng lán là sò thong hết bệnh. Giúp bà cho thong là hầu bị phát à. Phát á. Văn lư là hầu chắc bị phát phát đại đây. Lán là sò thong là phải phát má bệnh. Bị phát á. Bà 83 rồi năm nay vẫn đi chăn trâu bình thường ở nhà vẫn khỏe. Ủa về lúc khấn lượn đấy ông nữa ba nữa. Câu chuyện là ông cả này khúc lươn khúc đài. Lúc mình lại thích chất đi là học khảo văn hai là năm 17. Lan cho bái ba nữa. Ba phải ẩu vai phải thôi này rắn này đét. Đét lại đó. Nó. Bây đu mà yêu ba liền lắm mày. Anh đâu bà trẻ hết hàng, em kế bên lăng khai. Là ba làm vai xong bắt đầu khó ti lộp lộp mà chút nữa. Nhưng mà chút đét. Nó khứ lươn. Từ quá ba bị viêm bị sơ liều thông áo phổi. Cảm ơn thiết bài phê gia thân cái này đấy à. Cái này đấy bên đi. Ừ đây hẳn à. Ồ đấy à, luôn là đấy lộ. Sơ trước xong đi việc cứ trang hai lá phổi là đâm khe của mức rồi. Nó mà bệnh viên chỉ sống mà đâu cả gia nào mà kinh là cái này đây. Ồ đấy đấy là đấy đó. Tốt đó bà. Là chúc ba lúc giao cùng mấy anh nữa. Lúc hợp treo quá còn lín nát. Lúc quá này mà lúc khổ còn lín đấy ba. Vâng. Về nữa bà. Ông cái này khúc dưới khúc lưng.
Đấy, bà đi chăn trâu. Bây giờ mình sẽ lên nhà nhé các bạn. Đây là nhà của ông Hà Thuấn đây. Đấy, nhà thì có cầu thang lên. Đây là ngôi nhà sàn truyền thống của người Tây ở đây nhé cả nhà. Và nhà sàn sẽ được làm như thế này. Bên cạnh ngôi nhà sàn thì có cái chỗ để nuôi gà và những hàng cây bên trước cửa nhà. Có cái ao rất là đẹp luôn. Lúc nãy là bà giải thích trước cho bà, sợ ông lúc nhớ lúc quên. Không biết là ông ngủ dậy chưa. Bố Thuấn ơi. Ờ, bố non trái tướng là tướng phải sẵn. Non trái tướng là ông á. Ờ, tướng là đấy. Đây ông. Ờ. Vâng. Ông đang hay lắng ở nông thửa rồi. Ông đang nông thửa ấy. Ấy giờ ông lại dễ khen vô nô. Lại lắm vô. Ấy giờ. Lại quá ông ạ, mấy tí teo thế. Cái bằng nhân nhân dân kia à? Ở đây đúng rồi ông. Có đấy đấy. Đấy, vâng. Nghệ nhân ưu tú có, nghệ nhân dân gian có, đây hết rồi. Vâng. Ông có hết rồi. Vâng. Đấy, chủ các cái... Vâng. Cái khen. Vâng. Bên này nữa cơ. Cái khen đấy. Vâng. Khi mà Xuân Hữu bước vào nhà thì thấy khung cảnh quen thuộc, ở rất là nhiều đàn. Ấy giờ lại mắc con nó nô ông nô. Ừ, con nó rất là nhiều. Đang đi hỗ trợ là rất là nhiều quả con. Đem con là họ tặng nó má. À, xong là ông lấy về ạ. Ừ, họ tặng cho nó má. Ông lấy về treo. Nhiều thế, đẹp quá. Đây là đàn ông tự làm ạ ông? Vâng, tự làm mà. Đây này, hai này là, hai cái này là cũng ông tự làm, nhưng mà cái này vâng. Đã tinh cái chữ rồi. Hai vâng. Cái này này. Dạ. Đây hai cái đàn này này. À đây ông khác làm. Đây này. Vâng, vâng. Ông tinh cái chữ rồi, cái ừ, này là chưa. Cái chữ ạ. À, đâu ạ? Đây. Đấy. Hai cái này của cái chữ. Ừ. Của anh trai ông nha. Không, cái chữ có nghĩa của đám táng à. Đám táng à? Ồ. Ừ. Không, này. Mình là báo cáo cho đám tang nhận lấy là cái này là ông giữ từ đời nào rồi? Lâu rồi. Lâu rồi. Vậy. Vâng. Biết ai gọi sao ông? Vâng. Đây là ông Huấn ơi. Vâng. À. Ai cả nhà ơi, đây là cụ Hà Thuấn đây. Ông đã được phong nghệ nhân dân dân rồi. Ông ơi. Có. Đấy, lâu lắm con không gặp ông. Vâng. Bà này lán cho nếm mà thẳng lươn phú đấy đâu. Vâng, cảm ơn nha. Mà thả mà sức khỏe phú. Vâng. Phú chú đây là. Đây đây. Cá lươn chú đây hết. Đầy chuyến. Đầy chuyến. Phú lán là vừa lướt tay vừa lướt kéo nó. Vâng, lướt kéo cả đấy, lướt tay cả đấy. Ờ, kéo cả đấy. Vì ông tay mà. Lán thì hắn lái cân phối là lướt lái là ủa là anh nòng hiền na. Ừ. Ờ mưa con thong ông lán là ghi hình hát đàn bài thế bà nòng toán xuân nó. Đúng rồi, bà nòng toán xuân. Ô lán bay chớp lại cân phối là ủa nòng hiền là mất ra. Mi thúc mất đâu, cái này mình vô Nhật Bản vậy. Cá phu bi chứ khám Nhật Bản bay bà. À. Mình vào chứ Nam Định ra. À ở phố Nam Định. Ờ à Ninh Bình là Ninh Bình. Ninh Bình. Xong là khá đây cả phở hai phong phụ mi khám mà bài với bà. À. Mi hai bờ. Vâng. Lại cần phước mình hai bà. À, mi chưa đâu nó. À, mi chưa đâu. Mình nhờ lèn lắm. Vâng. Đấy là bây giờ cả nhà thân mến, hiện tại Xuân Hữu đang ngồi nói chuyện với ông. Thì là rất là nhiều người muốn tìm hiểu về câu chuyện là em Hiền là ngày xưa là cùng ông hát bài bản Hoàng Tuấn Xuân.
mà nhiều người cứ đồn là bảo là em này thì là bị đuối nước chết này, có người thì bảo là bị ung thư chết, có người thì bảo là rơi cây ổi. Nhưng mà thực ra là không phải ông nhỉ? Không phải đâu. Cái này là những cái món học sinh trước đây về học cùng cái hiền ấy, học đàn ấy. Thì là có hai người chết rồi, cũng chết qua suối chết. Đấy, họ tưởng là cái hiền không phải đâu. Thế là em Hiền bây giờ là lấy chồng là sinh sống bên Nhật Bản ạ? Vâng, bây giờ đăng ký ở bên khổ bên kia rồi, vâng. Nhật Bản rồi. Và luôn là mi sắc cần lúc với nó không đâu? Mi mi và lỗ. Mi cần lúc nào đây? Hôm nay cháu đến đây thăm ông, chúc sức khỏe ông và toàn thể gia đình nhá. Vâng ạ. Chúc ông lúc nào cũng thật nhiều sức khỏe. Vâng. Cảm ơn ông đã chia sẻ về câu chuyện này cho chúng cháu biết và để cháu chia sẻ cho các bạn ở mọi miền tổ quốc biết đến câu chuyện này. Vâng ạ. Mà mọi người vẫn cứ cứ vẫn đang muốn biết về cái câu chuyện của em này như thế nào. Vâng. Tò mò ông ạ. Vâng ạ. Vâng, hôm nay hỏi ông có gì là không phải là ông bỏ qua lắm đó. Mà mi ăn ư? Bình thường ạ. Tham đấy biết phương đâu. Vâng, cứ tham mà tốt đó là. Nhưng mà đúng nói thật là lai tí quảng cáo không chắc là với cái hiền là hai quả tao mới thuốc nào. Mới thuốc nào nó. Ừ, khăn này mình phải ao phố chú tử phải xong là mình khám Nhật Bản với chú à, phải đi đền bà. Bây giờ phục khổ thế bà. Đấy, hôm nay thì lên đây thì rất là vui. Con muốn được nghe ông hát một bài then cổ này. Vâng. Và hát lại cái bài mà ngày xưa ông với em Hiền hát ấy nhỉ. Ông sẽ hát bài then cổ là cung mèn nhoi, tức là cung ve sầu. Vâng. Ơi là qua khẩn khai khả lương tổng thân à mường mèn nhoi thức lăng lòng vũ hôi trang đồng binh mà chủ tôi ca không khám khai đã tỏng tác đạo ngại khóa quan tên lăng nhoi lòng than dòng giá mẹ nhoi cụ ba ga gà thân thư nguyên thinh khói vằn chữ bên bẻ mẹ khói hai bươn há mùa nông có khói hai bươn chuẩn mùa bóc ơi là buồn tòn hãy lạnh lóc than thần chăng bâu đẩy tung chung bao hiếu mẹ na lặng thật toàn tiểu gian tâm khớ ngờ sự nhìn tâm ma lúc thô khói thật vô phúc lội thương ơi là chim đếch bâu mi lượn vất vả po mẹ hà du đời na bương lặng khử chắc na gian tâm hết hải theo na du cưa đại dương và na bà phi thấy na bươn hả thân ti na liền khá khói hài khá khói trang phai thải bên ta nằm lực cần mà qua khứ hành khói hải du trang bằng bật minh hưng vằn trăng biển hình bền đá lô chác khẩn phù phía ngàn kê ơi là bữa thím nà bò mê bâu hành khói trăng lòng than khoăn chạm tác làm chết bươn chốc khảm bươn chết mùa thu khỏi trăng lọng đơn phù trang phá tàng luôn là cần quá khơ ca nói cần mỏi phàn nàn đưới nhói nằm ha túc lòi lõi tràn phí
ấy là khoa nàng hết lử đầy giáo nầy mẹng buồn mẹng nhằng đầy tóm hoa nón buồn mưa dường và khôn thím y như phụn thường đinh lìa hương ơi là nòng pia ca mưa thường thường cách lắm y như cha lìa nằm bâu hẳn chúa tàng nghĩ than khoăn vượt qua các chúa liền phong mã khẩn không tiết bày trốn thân lầm mèn nhoi hết wow. Ông hành then ừ. Hay là then cổ đấy đây then cổ đấy ừ. Ông là bố về để đi cái lại pí nào bố nó 80 à bé thích nếu mà tính đúng theo tuổi mụ là 81 à. Ông sinh năm 1942 mà vâng. Là, bây giờ là 2003 rồi vâng. Là 81 rồi vâng. À... mà có là ông bay bay hình then là bị cái lại. Ô hình then là với thực tế là đầu tiên ấy học với các ông các po rồi là các trai thôi. Vâng. Đấy xong mà biết là chắc là lầu tập thôi. Vâng. Thế nhà thân lầu chắc rồi là lầu một số bài lầu tự sáng tác là những bài mới ấy là hát được mà. Thế nhà không biết là từ năm bao nhiêu mà là được trung tâm văn hóa tỉnh Tuyên Quang mời đi dạy đấy. Vâng. Năm nào cũng đi, mỗi năm nay là không đi được, họ cũng mời nhưng mà không đi được đâu. Vâng. Năm nay là vì ông yếu cái chân, à. Không đi được, ông chối rồi. Chân ông bị đau ạ? Ừ, à. Bị nói thật ra là ông đi phát nương. Vâng. Phát nương là chặt cái cây là nó rơi xuống, mình là không biết chạy. Vâng. Thế nó hòa vào đây này, à. Thế nó gãy cái xương. Gãy xương. Nên là bây giờ chân ông vẫn hơi đau đau tí. Vâng, chân đau đi hơi khó. À. Vâng, nhưng mà vẫn còn đi được, nhưng mà lại để đi nó trông nó què thôi. À, tập khiến tí đúng không? Tập khiến thôi. À. Bây giờ là... Nhưng mà ông có nhiều học sinh không ông? Ô, nhiều lắm. Nhiều ạ. Nếu, ô, nếu mà kể cả học sinh của cả tỉnh, ô, không biết nữa mà kể đâu. À, nhiều lắm. À, từ, không biết là từ năm bao nhiêu là đi dạy của tỉnh cơ mà, mỗi một năm đi một lần cơ mà. Vâng. Thấy ông vui này là còn nó các em học sinh nó về học tại gia đình thì cũng khoảng bây giờ mấy trăm đấy mấy vâng. Trăm học học viên đấy vâng, vâng. Nó về học tại nhà này vâng. Thế còn bản thân tôi là cũng biết đàn biết hát rồi mà tôi tự sáng tác bây giờ tôi sẽ hát cái một cái bài tôi sáng tác là kể một chuyện nhìn trai nưa tứ. Vâng, vâng, hay quá. À, trai gái dưới trên ấy. Vâng, vâng. Ừ. Ý nghĩa nó như nào nhỉ ông nhỉ? Nói về là nam thì cũng có nam, mà là nữ thì cũng có nữ, mà nữ cứ ghen chồng. Vâng. Ghen chồng đi làm về là chồng đi ra làng xóm về là lên nhà là cứ đi ba bước rồi cứ dám bạch bạch lịch bạch lịch. Tí nó có mà nhưng mà không có lời kinh đâu. Kiểu là chó hôm đó. Ờ, ta có lời tay thôi. Vâng. Nha. Vâng. Ơi là khói cho lên câu chuyện tàng lại lên chuyện phân nhìn trài nưa tử. Mì phân nâng cùng số ca linh bác cần mì cần nâng hư lắm. Mẹ nhìn cũng lại thăm mẹ nhìn phân nâng cùng linh tinh quy quái po trài cũng lại loại po trài phân nâng là cùng trai phân quý. Ôi là chuyện này khỏi cho kể tư nữa, kể chuyện mì ghen phu quá đáng.
cứ phù bây việc bán mà lườn mà mẹ bố càng thương to ná cú pa ca tè bắc đa lăng nhằng lúc khử cùng ná đầm ná căm ghen hư phù hoành khăm lin tháo tò phù bố ước áo sắc ti vân tòn đều chung thủy đời mẹ tò mẹ mẹ ghen ghê quá đáng. Ơi là hoàng lượn tham pa nhang bây khoa qua bây qua thướp khá lồng lục ghen bâu giá nhằng hết thầy phù khỏi nghĩ cùng chư khu thật tha chưa nói chuyện này khói khả chuyện đã kể mưa chuyện po trải bình quý. Ơi là vằn khơ cùng lâu mi thay thơ việc giao lượn bâu hứa mẹ lúc lúc khơ cùng ca nhúc tự phà mẹ lúc bây việc mà khinh thoa tươn mà tè bác đá mày quăng. Ơi là khói nghỉ cũng thật hẳn thương điếp mẹ lúc bây hết việc nhọc nhằn phù bâu hứa đây lặng là gia nhằng tập hòn bắc đa lăng nhằng khỏi khuyên bưới môi cần nữ tử chinh lâu lâu chắc lâu còi chinh bình đẳng viên trài nhìn coi chứ gia sai quyền hết chủ hết chủ hết bên mẹn chào khu chào hạ kể cả mẹ lâu cũng gia bác lại bác quả làm bu quài nâu nàng. Ơi là lăng bầu thúc coi khả và cành mỗi cần cánh cầm nâng là du gia đình trắng thật sự âm êm khói mì kỹ cầm khuyên cầm khả. Đấy, cái bài này là đi hát mà đi học kêu xong họ bảo không phải 100 đâu, một chục hai chục là có mọi người đấy rồi. Ông về hát là Lâm Minh ấy. Nó gắn với thực tế nhiều đấy ông nhỉ. Giờ qua ông làm là bác cần chứ mình cần đừng hư đây. Ở tại vì họ bảo không phải đâu. Có một hai chục là có một người hư rồi. Cũng tốt. Giờ qua mình cứ làm cho nó vui ra. Thỉnh thoảng vui lấy bài hát ra hát xong rồi đỡ cãi nhau nhỉ. Ở đấy. Bên nhìn là cũng đúng thuộc đấy. Có người là đúng đi dòng trên ping 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 giam kha cỏ ping 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 đấy nó luôn luôn mới nhắn anh này mi thật đấy ông phết thật đấy mà po trai cũng thế phân km mà tập mì với này hoặc là phải linh tinh là khám cuối với hai biến. Các bạn thân mến, ngày xưa cũng tại ngôi nhà sàn này thì em Hiền với cũng ngồi đấy bản Nòng Tuấn Xuân và bây giờ thì em Hiền đã lập gia đình và sinh sống bên Nhật Bản và bây giờ thì là một mình ông hát. Qua video này ông có gửi gắm lời nào cho gia đình em Hiền không? Có gửi gắm Hiền và cố gắng cố gắng để xây dựng cái nền văn hóa cũ của mình đi. Vâng. Hát then đấy. Vâng. Để xây dựng không là mai một đi đấy. Vâng. Đấy nhá. Vâng. Bây giờ ông sẽ hát cái bài Bản Nòng Tuấn Xuân. Vâng. Ừ. Bản Nòng Tuấn Xuân xuân mùa mơ vui đây mùa bầm khổ tem sàng.
Vui phong chào đàm đàng ban nón, hết kinh đầy tụng con bàn cần. Nà chiếm nòng đâm sông đoạn gia, cam chiên nòng âu chá đâm xuân. Trai ơi trái thì cành trai nó đâm na hừ lấp vũ lâm mà mô ơi thương ơi. Ơi là khổ trăng đầy tìm bù tìm các quần chiên tàng hợp tác non trăm chủ căn phây chương đông chúc mày hơ bình đông nục đẩy mà khăn. Hư quang nạn khăm đâm mà tô, hư bao thảo bia chữ tô khăm. Hư tươi nầy tươi lắng mài mãi, vằn chiên nòn vui đưỡi bó phùng. Ơi là tỏ bâu lượm viết chúng hợp tác, việc lượn thêm việc nước đàm đàng. Hư trải du tiền thương on tỏ, trực hoàn xuân mãi mãi bó ca phùng. Hết. Đi đường này gần được mấy cây đấy. Vâng. Cả nhà Xuân Hữu với ông vừa mới hát xong thì bà đi Trân Châu về rồi. Bà ơi con về nhá. Lán mưa lươn nữa. Vâng. Bà các ông là giữ sức khỏe nữa. Vâng, lúc lán quá mới gì công tác không mà lý nữa. Lúc nào lán ma thần. Lán ma đấy ba thông à. Nhưng con đang ón ón ma là ba hay là kỳ ba có hay anh ấy. Mà giờ lán ma thần lán non đấy ông ba. Cái củ mà con khoai lê. Làm chép một hồi nữa. Phải nớ ba nữa, lát mưa nữa. Vâng. Cảm ơn nào. Bà vẫn còn lưu luyến đi bộ ra tiến đây cả nhà. Hộ thân bà. Đây là đấy, đường vào nhà của ông Hà Thuấn ấy. Đang đi đây là bà, là vợ của ông.